Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác có nhiều biến động, hung cát ẩn tàng. Nhưng nếu như quý cô bác nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình, giải hung hóa cát mà nắm bắt được thời cơ, có cơ hội trúng số đổi đời, lội ngược dòng ngoại mục. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Các thầy tử vi phương Đông đã hé lộ rằng, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, nghịch thiên đảo vận, bất ngờ được lộc bề trên, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hướng, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc khí lớn đến cuối cuộc đời. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ là những người sống có trách nhiệm, nên người tuổi này sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình để thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên, đôi khi vì hay hứa hẹn những việc bản thân không thực sự xuất sắc nên hoàn thành không được tốt như những gì đã hứa. Ất Tỵ khá nhạy cảm và trực giác cũng rất tốt, nhưng lại thường lãng quên cách áp dụng hai khả năng này trong cuộc sống. Vì thế hiệu quả công việc thường không được cao như mong đợi. Chính vì điều này nên Ất Tỵ không hay gặp may mắn trong cuộc sống. Những người này được bạn bè yêu quý và tính cách chan hòa dễ chịu. Tuy nhiên, Ất Tỵ là người khá nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương với những thất bại. Khi ai cũng biết ai cũng hỏi thăm, sẽ là lúc người tuổi này cảm thấy rất ngại tiếp xúc. Họ chọn cách chui vào vỏ ốc để được yên ổn hơn là sử dụng khả năng ngôn ngữ của mình. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mang mệnh phú đăng hỏa, năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên, vì thế muốn phát huy được ưu thế và để cho những người tuổi Ất Tỵ, mệnh phú đăng hỏa cống hiến đóng góp tốt hơn, thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tự thưởng, sẽ truyền thêm niềm tin vào năng lượng cho họ. Những người sinh năm 1965, bản tính vốn nhẹ nhàng, thảnh thơi nên không coi trọng tiền bạc, vận tài lộc bình bình. Là người hiền lành, lương thiện hay giúp đỡ người khác nhưng cũng dễ tin người, vì vậy hợp tác làm ăn dễ bị lừa gạt. Theo luận giải của các thầy tử vi phương Đông, bước vào tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Tỵ gặp được quý nhân phù trợ. Vận trình khởi sắc mạnh mẽ, khi bản mệnh gặp bất kỳ rắc rối hay trở ngại nào ngay lập tức sẽ có người ra tay giúp đỡ và giải quyết mọi chuyện. Trong sự nghiệp, miễn là Ất Tỵ luôn chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm, cuối cùng sẽ đạt được thành quả đáng kể. Tháng này cũng là tháng tài vận bùng nổ hơn, chỉ cần lưu ý trong kinh doanh, đầu tư, cần biết điểm dừng tránh tham thì thâm. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, gia vận thì hoa thuận, nồng ấm. Sức khỏe của người tuổi này nhìn chung ổn định, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy do thời tiết khá nóng nên bản mệnh cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Cụ thể, tử vi chi tiết tương phương diện của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong tháng 6 âm lịch năm 2023. Về mặt sự nghiệp, phương diện công danh của tuổi Ất Tỵ hanh thông, phơi phới, người tuổi này có nhiều cơ hội để phát triển, các kế hoạch, công việc đều tiến triển và hoàn thành vượt mức mong đợi. Ngay cả trong những công việc thường ngày, bản mệnh cũng chủ động thể hiện khả năng sáng tạo và có hiệu quả tốt. Tháng này, mệnh chủ được nguyệt lệnh đế vượng, ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí, giúp Ất Tỵ liên tiếp gặp may mắn. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trợ lực, nhưng được quý nhân phò trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Không những thế, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi người tuổi Ất Tỵ luôn giúp đỡ người khác giải quyết vướng mắc, tạo dựng sự thân thiện với mọi người xung quanh. Tuy nhiên,
dịch mã xuất hiện trong tháng là điềm báo tất bật, thường phải di chuyển hai ngược xuôi lo công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển chức vụ. Nhìn chung, những nỗ lực bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng 6 âm lịch này. Mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận lộc lá trời ban. Nếu bạn mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ thu được tài lộc về túi. Bản mệnh hoàn toàn có thể tận dụng các cơ hội đầu tư mà mình nhìn thấy trong thời điểm này. Bởi Ất Tỵ có hàng loạt các tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể hái ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Sự tất bật trong tháng này cũng là điều dễ hiểu, cũng là bởi Ất Tỵ luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình. Vất vả một chút, nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng rất đáng để bỏ công sức. Tuy nhiên, bản mệnh làm bất cứ việc gì cũng nên chỉn chu và biết điểm dừng đúng lúc. Đừng tham lam, ôm đồm, mà sôi hỏng bỏng không, các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán, thì tiền núi cũng cạn. Về mặt tình cảm, tam hội xe duyên, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Ất Tỵ sẽ vô cùng khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này, với các cặp đôi những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ, ổn thỏa, tình cảm càng thêm gắn kết mặn nồng, gia vần thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui. Về các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng vẫn đang tiến triển khá tốt, bởi bản mệnh vốn dĩ là những người rất nhiệt tình, khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Hãy cứ phát huy thế mạnh này, có thể bản mệnh sẽ tìm được những cơ hội tốt từ những mối quan hệ ngoài kia. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng đừng mãi giao lưu bên ngoài mà quên mất dành thời gian cho gia đình của mình nhé. Vì nếu không biết cách cân bằng giữa các công việc và các mối quan hệ, thì chắc chắn sẽ có những tín hiệu cảnh báo, làm xáo trộn cuộc sống của bản mệnh. Về mặt sức khỏe, tháng 6 này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, lại có cát khí từ tam hội nâng đỡ, dự báo sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào, thể trạng cũng rất dẻo dai, luôn tràn đầy sức sống nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, khi luyện tập các môn thể dục thể thao, bản mệnh cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, bản mệnh cũng nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Sau đây là luận hung cát tử vi từng tuần của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1. Vận trình tuần này của người tuổi Ất Tỵ khá bình ổn, dù hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, song tình hình không quá nghiêm trọng. Bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống, kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Ngay đầu tuần có sự nâng đỡ của tỷ kiên, người tuổi Ất Tỵ sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân mình. Cát thần này cổ vũ, động viên cho con giáp này rất nhiều, chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần lại càng vượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, có những nguồn thu đều đặn, giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đen, xanh lá. Tử vi tuần 2. Người tuổi Ất Tỵ trong tuần 2 này có dịch mã động tinh chiếu mệnh, nên có điềm báo phải di chuyển, đi lại khá nhiều, đa phần đều để giải quyết vấn đề liên quan đến công việc. Tuy nhiên, môi trường xa lạ, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà bản mệnh không thể chủ quan. Nhất là khi có thiên quan kéo theo họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh càng cần phải cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân. Mọi chuyện đều cần được tiến hành tuần tự, từng bước một thì sẽ không lo bất cứ sai sót nào. Đường tài lộc trong tuần cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, cả chính tài và thiên tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tử vi tuần 3.
Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng. Khi được chính quan trợ mệnh, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ hơn, hiệu suất ổn định. Quý nhân xuất hiện sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công, đạt được mục đích. Càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót, cơ hội phát triển đang có sẵn, đừng để những chuyện bên lề ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân mình. Chuyện làm ăn của người tuổi Ất Tỵ diễn ra khá thuận lợi trong tuần này, do có thiên tài chiếu mệnh, bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được khoản lợi nhuận khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quý nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Tử vi tuần 4. Sao Thiên Cầu xuất hiện mang theo hoạn tiểu nhân, họa thị phi, gây sóng gió cho người tuổi Ất Tỵ trong tuần này. Bản mệnh cần chú ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc, có thể người tuổi này đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhưng nên nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Hung thần này còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của những người tuổi Ất Tỵ. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác lại công việc, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bù lại, tài vận có nhiều điểm sáng ngay từ đầu tuần, nhờ được cả chính tài và thực thần nâng đỡ, con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp tài vận phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên, về cuối tuần có điểm báo kiếp tài dễ hao tiền tốn của, nên lưu ý. Quý vị thân mến, ngoài năm sinh thì tháng sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi dựa vào tháng sinh âm lịch có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một phần tính cách của mỗi người. Những người tuổi Ất Tỵ sinh ra trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy trong tháng 6 âm lịch năm 2023 này, những người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất? Thì xin mời quý vị theo dõi tiếp luật giải ngay sau đây. Sinh vào tháng 1. Đây là thời điểm dương khí vượng, vạn vật sinh trưởng phát triển. Những người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng riêng có nhiều tham vọng dự định. Tuy nhiên, họ thường phải tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự dùng nỗ lực của bản thân nên có thể sẽ khó khăn hơn người khác. Sinh vào tháng 2. Bản mệnh không ưa bàn luận chuyện thị phi trên đời, thích sự an tĩnh và ít sóng gió, vì thế mà họ ít theo đuổi các vụ làm ăn mạo hiểm. Trung vận và hậu vận bản mệnh sống dư giả, được nhiều phúc đức hơn. Sinh vào tháng 3. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết thanh minh, ảnh hưởng rất tích cực đến tính cách và vận mệnh người tuổi Ất Tỵ. Họ là những người có tâm sáng, đầu óc thông tuệ, sống chính trực và nhân ái. Trong sự nghiệp, họ có sự ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, hóa giải mọi khó khăn trắc trở. Sinh vào tháng 4. Họ có đầu óc mở mang, suy nghĩ sâu và rộng hơn người khác. Bản mệnh cũng nhận được sự yêu quý và tin cậy của mọi người bởi sự trung thực, sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu. Sinh vào tháng 5. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5 có công danh sự nghiệp rạng rỡ. Họ có nhiều điểm mạnh và biết tận dụng những điểm mạnh này để phát triển, bội thu tiền tài. Về già bản mạch được hưởng hưu, an nhàn bình yên, quây quần bên con cháu. Sinh vào tháng 6 âm lịch. Những người này vừa có đức vừa có tài, họ có chuyên môn sâu rộng tài giỏi lại là người sống tình cảm, vì thế sống bên cạnh họ rất thoải mái, được quan tâm đúng mực, tinh tế. Sinh vào tháng 7. Người sinh vào tháng 7, học rộng tài cao, trí dũng song toàn, dù phát triển theo hướng nào, nghiên cứu, học thuật hay làm ăn, buôn bán, bản mệnh cũng đều có thể thành công. Sinh vào tháng 8. Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích vận động là đặc trưng trong tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ là người từng trải, ưa thử thách và kết bạn khắp bốn phương. Sinh vào tháng 9. Đây không phải là người thành công nhờ vào may mắn, bản mệnh thích được khám phá, trải nghiệm nỗ lực và gặt hái thành quả nhờ chính khả năng của mình. Sinh vào tháng 10. Đời sống tình cảm hôn nhân của họ tốt đẹp, vợ chồng con cái hòa thuận, gia đình có của ăn của để, tuy không đến mức tiền bạc đầy nhà, nhưng cũng không bao giờ phải sống trong túng thiếu. Sinh vào tháng 11. Mệnh cách sinh vào thời tiết lạnh lẽo, loài rắn có khó bề kiếm ăn, vì vậy mà cuộc đời nhiều nỗi gian nan vất vả. Thành công đến với họ không thực sự dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm và có thể cân nhắc việc đi xa, lập nghiệp. Sinh vào tháng 12. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào cuối năm có lòng vị tha, nhân ái, biết thông cảm cho người khác. Thời trẻ tuy giỏi,
nhưng khó tìm được cơ hội thích hợp, chung vận bản mệnh mới khởi sắc hơn hẳn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến. Khi chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trân trọng và nhiệt huyết đối với sự nghiệp, thì tinh thần sẽ chuyên tâm vào cảnh giới tốt đẹp, bệnh tật không xâm nhập được, tự nhiên sẽ hấp dẫn được những thứ tốt đẹp và tươi sáng đến. Vương Dương Minh, đại sư Nho Gia đời Minh có nói, đánh giặc trong núi dễ, đánh giặc trong tâm khó. Có lúc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, bất lực vì công việc không xuôi chèo, mát mái, làm ăn liên tiếp thất bại, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, bất hòa trong gia đình. Đó chính là lúc chúng ta nên đưa tầm mắt hướng vào nội tâm mình, tìm ra những tính xấu, những cố tật và những quan niệm trói buộc bản thân, đó chính là giặc ở trong tâm mình. Khi chúng ta đánh tan được giặc trong tâm, thì việc học hành, gia đình, sự nghiệp sẽ cải biến, các vấn đề trong cuộc sống dần dần được xử lý hết, giống như rút củi đáy nồi vậy. Tu tâm có thể khiến bách bệnh không xâm nhập được. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể gặp những trường hợp như sau. Hai người cùng mắc bệnh như nhau, một người tính cách cởi mở, vui vẻ, còn một người tính cách u uất, khép mình. Người tính cách cởi mở, vui vẻ là người có thể dùng tâm thái lạc quan đối xử với bệnh tật, nhất định họ sẽ mau chóng khỏi bệnh hơn người có tính cách u uất, khép mình. Y học hiện đại đã chứng minh, cùng một sự việc, nếu tâm trạng khác nhau, sẽ sinh ra ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau đối với sức khỏe của bản thân. Khi gặp những việc khó khăn, chỉ cần có tâm thái tích cực, việc gì cũng nhìn thấy mặt tươi sáng của nó, trong tâm chứa đầy ý nghĩ lạc quan. Khi đó, đại não sẽ ở trạng thái hài hòa, sẽ tiết ra kích thích tố có lợi cho cơ thể. Trái lại, nếu tâm trạng u uất, bi quan, càng ngày thường ngắn than dài, thế thì trong trạng thái khổ đau, phiền muộn, oán hận, phẫn nộ đó, đại não chịu sự kích thích xấu này, sẽ tiết ra những vật chất có hại cho cơ thể. Do đó, nếu có thể tu tâm dưỡng tính, bất kể sự việc gì, đúng giữ được tâm thái lạc quan, vui vẻ thì có thể duy trì thân và tâm ở trạng thái cân bằng âm dương, từ đó giữ được thân thể và tinh thần khỏe mạnh, trẻ trung. Văn Thiên Tường, anh hùng thừa tướng triều Nam Tống, cũng có trải nghiệm rất giống với Vương Dương Minh. Sau khi bị quân Nguyên bắt, phải sống cuộc sống tù đày, hành hạ, nhưng Văn Thiên Tường vẫn trước sau kiên cường, bất khuất, ông đã viết Chính Khí Ca, lưu truyền ngàn năm. Trong đó có đoạn viết rằng tôi bị giam trong nhà tù tối tăm ẩm ướt, cho dù là mùa xuân nắng vàng rực rỡ, thì bên trong vẫn tối đen như ban đêm vậy, cả chuồng ngựa cũng nhốt chung ở trong phòng. Tôi ăn những thứ xấu tệ, như đồ ăn cho gà, cho chim, mỗi khi trời mưa hay thời tiết có sương, là nhà tù lại dột nước khắp nơi, nền nhà là những rãnh nước, lôi lón, gồ ghề. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, hè qua, đông lại, mà cũng lạ, tôi lại chẳng mắc bệnh tật gì, ở đây làm gì có bí quyết gì. Chỉ là thân tôi có chính khí, hẳn nhiên, các loại bệnh tật, tà khí sao có thể xâm nhập được. Có thể thấy, tâm trạng ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với con người, thậm chí quyết định đến sống chết. Do đó, muốn có một cuộc đời mạnh khỏe, vui vẻ, không thì mấu chốt là ở chỗ, làm thế nào kiểm soát được tâm trạng của mình. Tu tâm có thể xoay chuyển vận mệnh, Vương Dương Minh đã từng nói về việc luyện tập thư pháp, người xưa mọi lúc mọi nơi, chỉ để tâm vào học tập, cái tâm này tinh tế, sáng suốt, viết chữ đẹp cũng nằm trong đó. Phương pháp này được ông tổng kết lại thành 8 chữ. Ngưng tư, tĩnh lự, nghĩ hình, như tâm, nghĩa là dừng suy nghĩ tĩnh tâm lại, nghĩ hình dạng chữ ở trong tâm. Câu nói này đã hé mở cho chúng ta một bí mật. Những điều chúng ta suy nghĩ trong tâm sẽ hình thành hình ảnh tâm lý, sẽ hấp dẫn những sự vật tương ứng đến. Nhìn lại cả cuộc đời Vương Dương Minh tuy vô số trắc trở, trải qua nhiều ma nạn, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là mỗi thời khắc then chốt, đối diện với nguy cơ thì luôn có bước ngoặt, cơ hội cũng luôn đến vào lúc xem ra đã vô vọng. Một trong những nguyên nhân quan trọng trong đó là ông đã luôn luôn vô ý hoặc hữu ý áp dụng phương pháp này, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, thì Vương Dương Minh đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh bản thân, ra sức giữ trạng thái nhẹ nhàng, yên định, vui vẻ. Trong trạng thái này, những hình ảnh tâm lý hiện ra trong tâm ông tất nhiên là tích cực, khi ông luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trân trọng và nhiệt huyết đối với sự nghiệp, thì tinh thần sẽ chuyên tâm vào cảnh giới tốt đẹp, tự nhiên sẽ hấp dẫn những thứ tốt đẹp và tươi sáng đến, tâm quang minh thì cuộc đời mới tỏa sáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị
đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.